Vâng, xin chào các bạn đi sofa yêu quý của Velo Lê Thái Tổ. Và chỉ một ít phút nữa thôi là đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức bước vào trận đấu bán kết lượt đi với tuyển Philippines. Và trong thời gian chờ đợi chỉ khoảng 10 phút thôi thì Velo sẽ giới thiệu cho các bạn bộ 3 G-Shock GBA 800, một bộ sưu tập G-Shock Bluetooth với 3 màu có thể nói là hot nhất hiện nay tại Velo Lê Thái Tổ, đó chính là GBA 800 màu 1A, đó GBA 800 màu 8A và G-Shock GBA 800 màu 9A. Vâng, và xin thưa các bạn là đặc biệt là phiên bản G-Shock GBA 800 9A này đang được trên tay thủ môn Bùi Tiến Dũng, đây chính là đại sứ thương hiệu chính thức của trong đội tuyển bóng đá Việt Nam đối với đồng hồ Casio G-Shock. Và các bạn có thể thấy chiếc GBA 800 9A này vừa được trên tay thủ môn Bùi Tiến Dũng của chúng ta tại buổi họp báo trước trận đấu giữa Việt Nam và Philippines. Vâng, và Belo rất là mong Việt Nam chúng ta sẽ nhận được một kết quả tốt trong trận đợt cầu buổi tối ngày hôm nay để chúng ta có thể hùng dũng trở về sân vận động Mỹ Đình để đá trận lượt về trong tư thế của người thắng cuộc. Vâng ạ. Và đầu tiên chúng ta sẽ đến với GBA 801A, một phiên bản có thể nói là cực kỳ hot và cháy hàng liên tục tại Belo Lê Thái Tổ. Đó, với thiết kế cỡ vừa cũng như là mức giá rất là tốt và kết nối Bluetooth thời thượng thì G-Shock GBA 801A của chúng ta rất là đơn giản để dễ dàng chinh phục các khách hàng yêu quý của Belo. Vâng, và đầu tiên chúng ta sẽ mở hộp trước này. Vâng, và xin nói qua một chút về các phụ kiện đi kèm với nó. Hộp của chúng ta sẽ là hộp đơn, rất là đơn giản, gọn nhẹ. Và đi kèm với chiếc hộp này sẽ là các cái thông tin về bảo hành quốc tế. Toàn bộ bộ sưu tập G-Shock GBA 800 thì sẽ đều được bảo hành quốc tế với thẻ bảo hành quốc tế được Belo tặng kèm khi các bạn đặt mua G-Shock tại Belo. Với con dấu đỏ của Belo thì các bạn sẽ được chấp nhận bảo hành quốc tế 1 năm đối với tất cả các lỗi của nhà sản xuất. Đó, ở trên tất cả các đối tác của Casio G-Shock trên toàn cầu được in ở phía sau quyển sách này. Đó, và chúng ta sẽ có thêm cả cái một cái tờ leaflet về cái dòng G-Shock Bluetooth, nó được mệnh danh là dòng G-Squad, nó được đặt tên là dòng G-Squad đó. Và cái mẫu đây các bạn có thể thấy, đây là mẫu GBA 800 màu 9A, màu vàng rất là đẹp và rất chất cho các bạn G-Shock fan chúng ta, với các tính năng như là step tracker đến bước chân, với kết nối với điện thoại thông minh with smartphone link, step tracker, timer, stopwatch của GBA 800. Đây chính là ba tính năng tiêu biểu được Casio G-Shock đầu tư cho G-Shock GBA 800 rất nhiều. Đó, và các bạn có thể thấy là ở mặt sau chúng ta sẽ thấy là GBA 800 sẽ được kết nối với cái app G-Shock Connected ở trên smartphone. Và mình cũng có chuẩn bị một chiếc iPhone, mặc dù là một chiếc iPhone 5S đó, nhưng các bạn hoàn toàn có thể chúng ta sẽ đao cái app G-Shock Connected này về và sau đó là chúng ta sẽ kết nối với chiếc đồng hồ của chúng ta để chúng ta có thể thao tác được rất là nhiều các tính năng hữu dụng cho các bạn yêu thích tập luyện, dụ là step tracker, timer và stopwatch. Và trong clip này thì Belo sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái ở trong clip này thì Belo xin đập hộp nhanh cho các bạn về ba cái sản phẩm này, và chúng tôi cũng sẽ có những cái clip test kết nối những cái phiên bản này với các bạn trong các clip tiếp theo. Còn mình xin mở hộp nhanh để sau đó là dành thời gian cho các bạn có thể tập trung chúng ta xem trận cầu giữa Việt Nam và Philippines. Vâng, đầu tiên đến với GBA 801A. Vâng, đây sẽ là cái quyển sách hướng dẫn sử dụng này. Quyển sách hướng dẫn sử dụng cho module 5554 được sử dụng trên toàn bộ các dòng G-Shock GBA 800. Đó. Vâng, xin chào các bạn với chiếc G-Shock GBA 800 màu 1, một chiếc G-Shock Bluetooth với kích cỡ rất là vừa. Đó. Nó sở hữu cái phím bật đèn mặt trước rất là tiện lợi, cùng khả năng start stop nhanh ngay ở ngoài màn hình chính như các mẫu đồng hồ G-Shock GA 800 khác. Đó, chúng ta sẽ đập hộp nhanh các phiên bản này thôi. Đó, thời gian đến trận cầu kinh điển giữa Việt Nam và Philippines sắp tới rồi, chúng ta sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Vâng, và đây là mẫu GBA 808A. Mình sẽ mở hộp nhanh cho các bạn xem. Ba phiên bản này là phiên bản màu rất hot tại Belo Lê Thái Tổ. Đó, những cái phụ kiện đi kèm của cả ba cái GBA 800 thì sẽ đều giống nhau, đó chính là cái sách bảo hành quốc tế và cái leaflet về cái tính năng smartphone link, đó, step tracker with smartphone link của GBA 800.
Đó, trong hộp cũng sẽ là sách hướng dẫn sử dụng. Và khi mà các bạn đặt mua online thì các bạn sẽ nhận được đầy đủ các cái phụ kiện đi kèm như thế này. Vâng. Và xin chào các bạn với GBA808A, một phiên bản G-Shock cỡ vừa. Đó, các bạn có cổ tay nhỏ để các bạn có thể chọn ngay cho mình phiên bản này. Đó. Ok, GBA808A. Và xin nói các bạn một chút là phần dây này. Các bạn có thể thấy là phần dây của G-Shock GBA800 nói chung thì nó khá là khác biệt so với các mẫu G-Shock thông thường khác. Nó sẽ là lỗ đơn và các lỗ của nó sẽ được bố trí rất là sát nhau. Đó, nó sẽ giúp cho các bạn ở cái điểm lợi là gì? Với những cái lỗ sát nhau như thế này thì các bạn có thể rất là dễ dàng tìm cho mình được một cái cỡ dây vừa nhất với cổ tay của mình, làm sao để cho các bạn có thể thoải mái nhất khi tập luyện. Vâng, đó chính là cái dụng ý mà Casio G-Shock đã thiết kế nên bộ dây này. Đó, nó là một cách bố trí dây hoàn toàn mới của Casio G-Shock dành cho các bạn yêu thích tập luyện thể thao với GBA800. Đó, các bạn có thể tùy chỉnh rất sát với cổ tay của mình với chiếc dây đơn và được bố trí lỗ rất là gần với nhau như thế này. Các bạn sẽ cảm thấy rất là thoải mái khi mà trên tay. Và làm sao mà chúng ta phải thật là vừa thì chúng ta mới có thể thoải mái tập luyện được. Đó, và phiên bản giống như cái leaflet này, GBA809A. Đó, mình xin mở hộp cho các bạn xem. Ok, xin chào các bạn với chiếc G-Shock có thể nói là màu rất là tuyệt vời, màu rất hot tại Belo Lê Thái Tổ, GBA809A. Các bạn có thể còn ngại ngần về màu sắc rất là rực rỡ của chiếc này, nhưng mà tin tôi đi, các bạn sẽ lên tay, màu này sẽ rất đẹp và sẽ rất là chất cho những dịp cuối năm này. Các bạn có thể thoải mái tự tin đi chơi. Và các bạn có thể thấy là kim giờ phút của chúng ta sẽ được phủ dạ quang, nó sẽ giúp cho các bạn xem giờ trong vòng tối rất dễ dàng. Vâng, và Belo xin giới thiệu chính thức với các bạn 3 phiên bản màu có thể nói là hot nhất tại Belo hiện nay là GBA801A, GBA808A, GBA809A với đầy đủ các cái chế độ bảo hành cũng như là những cái phần quà hấp dẫn tại Belo Lê Thái Tổ. Đó chính là gì? Đầu tiên là thẻ thay pin Casio G-Shock miễn phí trọn đời. Thứ hai là chính là những cái chiếc vòng đeo tay G-Shock cực kỳ cool như thế này để cho các bạn có thể thỏa sức phối kết hợp cùng chiếc đồng hồ G-Shock của chúng ta. Vâng ạ, có rất là nhiều cho các màu vòng cho các bạn lựa chọn. Đó. Và thời điểm trận đấu giữa Việt Nam và Philippines sắp tới rồi. Vâng ạ, và mình rất là mong các bạn thông qua clip này các bạn sẽ biết là Belo đã tiếp tục sẵn hàng những cái bộ sưu tập này để cho các bạn sẵn sàng trải nghiệm. Và các bạn sẽ chỉ cần đến trực tiếp Belo Lê Thái Tổ số 46 Lê Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội để có thể trực tiếp trải nghiệm những sản phẩm GBA800 hot nhất tại Belo Lê Thái Tổ. Còn nếu không, các bạn có thể đặt mua online, chúng tôi cũng sẽ miễn phí vận chuyển COD trên toàn quốc cho các bạn G-Shock fan yêu quý của Belo. Vâng ạ, với đầy đủ các chế độ tặng kèm, ví dụ như là vòng đeo tay, đó, thẻ thay pin G-Shock miễn phí trọn đời. Và nếu mà các bạn có thẻ VIP card thì các bạn sẽ được giảm giá 15%. Còn nếu mà trong lần mua đầu tiên thì các bạn sẽ đặt mua tại belo.vn, các bạn sẽ được giảm giá 10% khi các bạn đặt mua online. Đó, rất là mong nhận được nhiều sự ủng hộ của các bạn. Và mình xin công bố một thông tin cuối cùng, đó chính là giá niêm yết của chiếc này, của bộ sưu tập này là 4.019.000. Đó, 4.019.000 và các bạn sẽ được giảm giá 10% khi mua online. Giá nó sẽ chỉ còn khoảng 3.600.000. Và nếu mà các bạn có thẻ VIP card của Belo rồi thì giá nó sẽ chỉ còn khoảng 3.400.000 mà thôi. Đây là mức giá rất tốt cho phiên bản G-Shock GBA800 rất là tuyệt vời của chúng ta. Vâng ạ. Còn bây giờ thì mình xin phép được thay mặt Belo kính chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Và đội tuyển Việt Nam yêu quý của chúng ta sẽ giành thắng lợi tuyệt vời. Một thắng lợi tuyệt vời, một thắng lợi giòn giã trước đội tuyển Philippines. Vâng ạ, còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng bật TV lên để chúng ta sẽ cùng xem đội tuyển Việt Nam của chúng ta nhé. Vâng, và rất là hy vọng sớm được gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.